Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay xin mời quý vị cùng đến với bài thơ có nhan đề Có nơi nào hơn đất nước tôi không? Của tác giả Nguyễn Tiến Du. Nếu thấy hay, mọi người hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Vi Thức. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Chẳng có nơi nào hơn đất nước tôi đâu. Một dân tộc rất giàu lòng, nhân ái. Tổng thống Mỹ vẫn thường hay qua lại. Đọc thơ thần nhớ mãi chuyện hôm qua. Chẳng có nơi nào hơn đất nước chúng ta. Tổng thống Obama cũng ngồi ăn bún chả. Hà Nội phố đông dòng người hối hả. Hoàng tử Anh táo nhã bước đi cùng. Chẳng có nơi nào mà thoải mái ung dung. Thủ tướng Úc chạy cùng người đi bộ. Nào sợ chi phận danh mình bại lộ. Quán mì thơm ven quốc lộ ăn cùng. Chẳng có nơi nào con người lại hòa chung. Thủ tướng Xavier sánh cùng dân Việt. Tự sướng đăng tin cho mọi người đều biết. Đà Nẵng thanh bình, thân thiện, yêu thương. Chẳng có nơi nào như mảnh đất quê hương. Việt Nam đó thân thương, nơi tôi sống. Chẳng có chiến tranh, hòa bình, không bạo động. Mọi người dân đều được sống an lành. Một đất nước cũng đáng để lưu danh. Từ câu thơ cũng trở thành huyền thoại. Tổng thống Mỹ nấy kiều không ngần ngại. Trước triệu người sở tại, đất rồng bay. Hỏi ai đi xa khắp thế gian này. Hỏi có nơi đâu con người hay hơn thế. Dẫu bạn có đi năm châu bốn bể, vẫn một lòng nhớ vị thế quê hương. Chẳng có nơi đâu như đất Việt yêu thương. Hơn 4.000 năm kiên cường trong giữ nước. Người dân Việt luôn hướng về phía trước. Độc lập, tự do, đất nước, hòa bình.